Trong trận đấu có lẽ là cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền của Man United, huấn luyện viên Michael Carrick đã giành được một kết quả rất đáng tự hào khi đội bóng của ông đã cầm hòa đội đầu bảng Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Đó có lẽ là kết quả mà không nhiều cổ động viên của Man United dám nghĩ tới nếu huấn luyện viên vẫn là Ole Gunnar Solskjaer. Vậy thì câu hỏi ở đây là huấn luyện viên Michael Carrick đã làm những gì để tạo nên sự khác biệt như thế? Và liệu United có thực sự chơi một trận ngang phân với Chelsea như những gì đã thể hiện trên bảng tỷ số hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Góc Chiến Thuật của Tạp chí Bóng Đá. Điều chỉnh đáng chú ý đầu tiên của huấn luyện viên Carrick là loại bỏ Ronaldo khỏi đội xuất phát. Ngoài ra, ông cũng sử dụng cùng lúc ba tiền vệ trung tâm là Matic, McTominay và Fred. Từ đây dẫn tới những khác biệt về hệ thống so với các trận đấu trước đó. Trên lý thuyết, Manchester United sẽ xuất phát với sơ đồ 4-3-1-2 với Bruno Fernandes là người chơi ngay phía sau hai tiền đạo. Còn hai tiền vệ McTominay và Fred hoạt động như hai con thoi bên cạnh tiền vệ trụ Matic. Sơ đồ này vẫn thường được biết đến dưới một tên gọi khác là 4-4-2 kim cương. Tuy nhiên trên thực tế thì Man United gần như không bao giờ ổn định trong sơ đồ này. Khi đẩy cao để pressing sớm, hệ thống của họ sẽ trở thành 4-2-2-2. Fred và một trong ba cầu thủ tấn công sẽ theo sát hai tiền vệ trung tâm của Chelsea nhằm mục đích ngăn The Blues triển khai bóng qua trung lộ. Hai cầu thủ tấn công còn lại có nhiệm vụ gây sức ép với ba trung vệ của đội chủ nhà. McTominay sẽ chơi thấp, gần như song song với Matic. Khi bóng ở trong chân trung vệ giữa của Chelsea, Bruno sẽ là người gây sức ép. Còn khi bóng được chuyền sang biên, các cầu thủ Man United sẽ có sự hoán chuyển về vị trí. Như ở đây, Sancho sẽ di chuyển ra biên để gây sức ép. Còn Bruno lùi về thay nhiệm vụ theo kèm tiền vệ của Chelsea. Trong trường hợp Chelsea đã đưa được bóng qua vạch giữa sân, hệ thống của Man United chuyển thành gần như là 5-2-3. Lý do chủ yếu liên quan tới nhiệm vụ của McTominay. Cầu thủ người Scotland được giao trọng trách theo sát bất kỳ cầu thủ Chelsea nào xuất hiện ở hành lang trong bên phải. Do cầu thủ này của Chelsea thường là Hudson Odoi hoặc Alonso thường chiếm lĩnh vị trí dịch tuyến hậu vệ của Man United, nên một cách tự nhiên, McTominay cũng trở thành hậu vệ thứ 5 của Man United. Cách phân công nhiệm vụ cho các tiền vệ thực sự là một điểm nhấn thú vị trong những điều chỉnh của Michael Carrick. Nếu như trước đây, trong sơ đồ 4-2-3-1, hai cầu thủ chơi vị trí pivot không có sự phân biệt rõ ràng về trách nhiệm, thì trong trận đấu với Chelsea, McTominay, Fred và Matic, mỗi người đều nhận được sự phân công hết sức rõ ràng. Tình huống này là một ví dụ điển hình. Nếu ở cánh phải, McTominay có nhiệm vụ hỗ trợ Wan-Bissaka theo sát bất kỳ cầu thủ Chelsea nào xâm nhập vào khu vực hành lang trong hoặc cánh, thì ở phía đối diện, người thường đảm nhận nhiệm vụ này lại là trung vệ Eric Bailly hoặc là hậu vệ trái Telles. Và khi một trong hai cầu thủ này phải rời vị trí, Matic sẽ lập tức lùi xuống để lấp vào khoảng trống mà họ bỏ lại. Tiền vệ trung tâm còn lại là Fred lại có một vai trò khác. Khi Chelsea bắt đầu triển khai bóng từ cả trung vệ, Fred chịu trách nhiệm theo sát một trong hai tiền vệ trung tâm của đối thủ với mục đích không cho họ triển khai bóng qua trung lộ. Nếu Chelsea vẫn có thể phát triển được bóng, Fred sẽ tiếp tục có trách nhiệm bảo vệ hành lang trong bên trái. Nhưng anh không lùi sâu theo người như McTominay mà thường phòng thủ theo khu vực và gây sức ép với bất kỳ cầu thủ nào tiến vào khu vực do anh quản lý. Chúng ta có thể thấy rõ hơn vai trò của các tiền vệ trung tâm của Man United trong khung hình toàn cảnh này. McTominay lùi còn sâu hơn cả Wan-Bissaka, trong khi Fred theo tiền vệ trung tâm của Chelsea là Lob Sturridge như hình với bóng. Ở phía sau, Matic vừa bọc lót vừa sẵn sàng hỗ trợ các trung vệ. Man United cố gắng hạn chế sức mạnh của Chelsea bằng cách duy trì sự chặt chẽ và tổ chức pressing tầm cao mỗi khi có cơ hội. Tuy nhiên, thật khó để nói rằng họ đã thành công với lựa chọn này. Nỗ lực gây sức ép tầm cao của Man United đã giúp họ tạo ra được một vài tình huống sóng gió về phía khung thành của Chelsea sau những sai lầm của các hậu vệ và thủ môn của đội chủ nhà. Đặc biệt là tình huống Fred cắt được bóng sau đường truyền của thủ môn Mandy và khiến tất cả tiếc nuối với quyết định bấm bóng không thực sự hợp lý. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, hệ thống pressing tầm cao của Man United không gây được nhiều khó khăn cho đội chủ nhà, chủ yếu vì khoảng cách quá lớn về tính hệ thống giữa hai đội. Trong khi Chelsea đã là bậc thầy thoát pressing với khối triển khai 3-2 quen thuộc, thì Man United là một trong những đội bóng pressing kém nhất của Premier League mùa này. Trong ngày 1, ngày 2, Michael Carrick không thể thay đổi được vấn đề đã mang tính hệ thống ấy. Như trong tình huống này, Rashford, Bruno và Fred đã làm rất tốt nhiệm vụ bịt hết mọi lối thoát ở cánh trái. Tuy nhiên, vấn đề là cánh đối diện, Sancho lại phải đối mặt với một tình huống nan giải là cùng lúc phải quản lý cả hai trung vệ của Chelsea. Sancho chọn gây sức ép với Thiago Silva, cũng có nghĩa là Rudiger hoàn toàn không bị ai theo kèm và Thiago có thể dễ dàng tìm thấy anh bằng một đường truyền đơn giản. Nếu Sancho xuất phát sớm hơn, quyết liệt hơn hoặc chọn cách di chuyển hợp lý hơn, anh đã có thể gây ra nhiều khó khăn hơn cho Thiago hoặc khiến Thiago không thể truyền bóng cho Rudiger. Ở tình huống tiếp theo, Rudiger có thể thoải mái dẫn bóng lên phía trên, đồng nghĩa với việc lớp pressing tầm cao gồm 4 người của Man United đã hoàn toàn bị loại bỏ. Và đương nhiên là phía trên, trung vệ người Đức có rất nhiều lựa chọn truyền bóng tốt, mà ở đây, anh chọn truyền bóng cho Ziyech.
người đã chiếm lĩnh khoảng trống sau lưng các tiền vệ của Man United. Pha bóng kết thúc với một đường chọc khe của GS dành cho Hudson-Odoi. Ba yếu tố quan trọng khi chơi pressing tầm cao là sự quyết liệt, đồng bộ và tính chặt chẽ. Man United thiếu cả ba yếu tố này trong phần lớn những đợt pressing của họ. Trong tình huống này, Telles đã dâng rất cao để gây sức ép với cầu thủ của Chelsea, nhưng anh vẫn bị chậm một nhịp. Ở phía trong, cả Matic lẫn Bruno đều ở quá xa Jorginho. Fred cũng không để ý Chalobah đã thoát đi và không có cầu thủ nào của Man United để ý tới Loftus-Cheek. Kết quả là Jorginho có thể nhận bóng, trả lại cho Chalobah, người dễ dàng tìm thấy Loftus-Cheek giữa một khoảng trống lớn. Khoảng cách quá xa và sự thiếu sẵn sàng khiến cả Rashford lẫn Sancho đều không kịp áp sát tiền vệ người Anh. Ít nhất 5 cầu thủ của Man United đã bị loại bỏ trong tình huống này. Một vấn đề khác của Man United, và đây là vấn đề hết sức dễ giải thích và thông cảm, là họ luôn bị động và chậm hơn Chelsea vài nhịp. Điều này dẫn tới việc dù rất nỗ lực, họ không thể duy trì được sự chặt chẽ trong cả trận và để cho Chelsea tạo ra không ít cơ hội. The Blues trận này tung ra tới 24 cú dứt điểm so với chỉ 3 của Man United và có tới 46 lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ so với chỉ 7 của đối phương. Đây là một tình huống tiêu biểu cho thấy sự trên cơ của Chelsea. Hudson-Odoi di chuyển xuống để kéo Matuidi khỏi vị trí ở hàng tiền vệ trước khi giật trở lại để nhận bóng từ Rudiger. Jorginho đã âm thầm vượt lên trước Bruno, sẵn sàng nhận bóng từ Hudson-Odoi. Cùng lúc, Alonso cũng lôi kéo Wan-Bissaka khỏi vị trí. Ở tình huống tiếp theo, khi Jorginho nhận bóng, Matuidi đã bị kéo ra xa khu vực mà lẽ ra anh phải quản lý. Tương tự là Wan-Bissaka, Jorginho thoải mái khống chế bóng và truyền vào khoảng trống sau lưng của Wan-Bissaka cho Alonso bằng xuống. Cầu thủ người Tây Ban Nha hoàn toàn chiếm được thế chủ động so với Wan-Bissaka trong tình huống này. Sang hiệp 2, khi các cầu thủ Man United đã xuống sức và nhất là sau khi Ronaldo vào sân, Chelsea gần như không gặp khó khăn nào trong việc đưa bóng vào hành lang trong hay ra hai cánh, để từ đó bóng sẽ được đưa vào vòng cấm hoặc trả lại hành lang trong cho các tiền vệ lúc này không bị ai theo kèm như trong tình huống này. Man United là đội mở được tỷ số, nhưng khách quan mà nói, họ đã không thể hiện được nhiều trên mặt trận tấn công trong trận đấu với Chelsea, dù có vẻ như họ cũng có những bài bản cụ thể. Bài bản dễ thấy nhất của Man United là các hậu vệ hoặc tiền vệ Matic truyền bóng thẳng lên cho các tiền đạo. Thực ra thì đây cũng là điều dễ hiểu khi ở thời điểm hiện tại, Man United chưa sẵn sàng để chơi kiểm soát hay phát triển bóng một cách tuần tự từ tuyến dưới trước cỗ máy pressing đáng sợ của Chelsea. Nếu làm tốt, các tiền đạo của Man United có thể nhả bóng lại cho các tiền vệ băng lên chiếm lĩnh khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ của Chelsea. Như trong tình huống này, Sancho khi giật xuống nhận bóng từ Lindelof sẽ có nhiệm vụ gãy bóng cho Bruno Fernandes. Người sẽ có nhiều lựa chọn sau khi nhận bóng do một trung vệ của Chelsea đã bị Sancho lôi kéo. Tuy nhiên, có một vấn đề là giữa mong muốn với thực tế lại cách nhau quá xa, hoặc là các cầu thủ Chelsea phòng ngự quá tốt, hoặc là chính các cầu thủ Man United làm hỏng vào phối hợp của mình. Có thể là vì các tiền đạo xử lý hỏng như trong tình huống mà chúng ta đang nói tới, có thể vì các hậu vệ truyền bóng không chính xác và bị đối phương cắt mất trước khi bóng tới được chân của đồng đội, cũng có thể là vì tiền vệ nhận quả trả ngược xử lý không tốt và để mất bóng dù có đủ không gian và thời gian như Matuidi này trong tình huống này. Sau trận đấu, huấn luyện viên Tuchel nói rằng Man United không hề tạo ra được cơ hội nào đáng kể trước khung thành của Chelsea. Cả hai cơ hội tốt nhất của họ đều đến từ những sai lầm cá nhân của các cầu thủ chủ nhà. Từ pha mất bóng của Jorginho tạo điều kiện để Sancho mở tỷ số, tới đường truyền hỏng của Mandi dẫn đến cú bấm bóng của Fred. Nhưng dù thế nào thì với việc giành được 4 trong 6 điểm tối đa trên sân của Villarreal và Chelsea, huấn luyện viên Michael Carrick cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạm quyền của mình. Những kết quả này sẽ là biện phóng tốt để các cổ động viên của Man United có thể chờ đợi và hy vọng có những thay đổi lớn hơn dưới thời của tân huấn luyện viên Ralf Rangnick. Đến đây, chúng tôi cũng xin khép lại chương trình của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.